Rồi, ok, chào các bạn nha. Như vậy là chúng ta đã đi qua cái chuỗi series video hướng dẫn cho các bạn cách vẽ hộp giảm tốc hai cấp đồng trục rồi. Trong cái chuỗi series video này, mình đã hướng dẫn cho các bạn từng bước để các bạn có thể vẽ được cái hộp giảm tốc của mình như thế này. Rất là dễ dàng và đơn giản. Dù bạn là người chưa biết gì về hộp giảm tốc này, nếu như các bạn follow theo cái video này của mình thì các bạn hoàn toàn có thể vẽ nó trong vòng 3 ngày. Hoàn toàn có thể vẽ nó trong vòng 3 ngày luôn. Nhưng mà với cái điều kiện là các bạn có cái công cụ vẽ hộp giảm tốc nhanh của mình. Với cái công cụ Paramagic thì các bạn có thể vẽ được sơ bộ 3 hình chiếu trong vòng 5 phút thôi. Và sau đó chúng ta tinh chỉnh lại theo những gì mình chia sẻ cho các bạn ở trong cái chuỗi series video này thì các bạn sẽ hoàn thành nó cực kỳ nhanh. Còn trong trường hợp mà các bạn không có được cái công cụ vẽ nhanh của mình thì bắt buộc là các bạn phải đầu tư nhiều thời gian hơn. Bắt buộc các bạn cần phải đầu tư nhiều thời gian hơn. Thì các bạn đầu tư thời gian các bạn vẽ bánh răng, các bạn đầu tư thời gian để các bạn vẽ phần vỏ hộp, hình chiếu đứng, hình chiếu cạnh, các bạn cần phải đầu tư nhiều thời gian. Thì đó là việc của các bạn thôi. Các bạn muốn chọn theo cái hình thức này cũng được. Các bạn muốn chọn theo hình thức là dùng cái tool của mình để các bạn vẽ nhanh hơn, hoặc là các bạn muốn đầu tư thời gian để mà các bạn tự vẽ, ok, đều được hết. Nhưng mà cái cách làm thông minh nhất là cái cách làm mà chúng ta tiết kiệm được nhiều thời gian nhất. Nếu như các bạn bỏ ra một cái mức phí rất thấp để các bạn có được cái tool, để có được cái công cụ giúp cho các bạn vẽ hộp giảm tốc này cực kỳ nhanh luôn á, thì mình nghĩ rằng nó là một đầu tư xứng đáng. Thay vì các bạn cặm cụi, các bạn ngồi, các bạn suy nghĩ, rồi các bạn đọc tài liệu, rồi các bạn làm này kia kia nọ, rất nhiều thứ nó mất thời gian, nhưng mà chưa chắc là các bạn đã vẽ đúng nữa, dẫn đến việc là các bạn sửa tới sửa lui rất lâu. Nhưng với chi phí bằng một ly cà phê thôi, mà các bạn có được một cái công cụ giúp bạn vẽ cực kỳ nhanh như thế này, thì mình nghĩ rằng đây là một cái khoản đầu tư hoàn toàn xứng đáng. Nó giống như là một cái ly cà phê mà các bạn mời mình khi mà mình chia sẻ cho các bạn cái chuỗi series video này, cũng như là mình nặng óc để mà mình suy nghĩ ra cái tool đó ha. Rồi, nếu như mà các bạn cảm thấy thích cái tool này, các bạn muốn sử dụng cái tool này, thì các bạn có thể là inbox trực tiếp với mình để mình có thể là chia sẻ cái tool này cho bạn. Còn trong trường hợp mà các bạn cảm thấy là không cần, các bạn muốn vẽ một mình cũng được, không sao cả, các bạn có thể follow up theo con chữ video này và các bạn sẽ làm nó từng bước. Thì cái đường link để cho các bạn tham khảo về cái tool này á, mình sẽ để ở dưới câu đồ này. Các bạn có thể là click vào cái đường link ở dưới câu đồ này để các bạn tham khảo về cái tool này ha. Rồi, ok, chúc các bạn làm được cái đồ án của mình. Rồi, ok, chúc cho các bạn sớm hoàn thành được cái môn đồ án của mình và đạt được cái kết quả thật là cao nha. Rồi, hẹn gặp lại các bạn ở trong những cái series video tiếp theo.